Hello, chào cả nhà. Hôm nay tôi lại về vài bộ sử dụng văn phòng cho các cháu học online. Quý phụ huynh nào mà có nhu cầu mua bộ máy tính cho cháu học online á, thì cứ liên hệ ngay với Sakin nhé. Đó. Khi mà mua thì các bạn sẽ được tặng, thứ nhất là cái gì? Tai nghe này, được chưa? Tai phone này, có mic để nói rồi nghe, rồi có cái camera, chưa? Rồi bàn phím chuột mới luôn, cái kiểu nó như nó nguyên hộp như thế này này, đó, phím chuột mới. Về thông tin của máy á, thì tôi nghĩ là nếu mà để mà sử dụng văn phòng không thôi á, thì rất là ổn rồi nhá. Đặc biệt là cho cháu học online thì tôi sẽ vào đây kiểm tra cấu hình cho các bạn xem này. Thông tin của máy này, Dell Vistro 230 nữa chưa, Pentium Dual Core E5400, rồi RAM 4GB. Đó. Cái này là nó chạy men G41 này, thấy chưa? Đó. Nói chung là với cấu hình như vậy á thì học online rất là ổn rồi nhá. Với bộ nhớ thì hiện tại thì mình đang lắp cái ổ cứng là 160GB. Có một số thùng thì mà 250GB. Đó, ngoài kia thì mình còn 2-3 thùng, trong kia mình chưa khui nữa. Rồi, để mà sử dụng văn phòng thì máy này chạy cực kỳ mượt luôn các bạn này. Mình click vô một cái gì đó thì nó ra thoát rồi rất là nhanh. Bàn phím thì gõ rất là mượt. Bàn phím mới luôn các bạn này. Mình lấy khui ra từ thùng, từ hộp luôn. Cái bàn phím này nếu mà anh chị mua ở ngoài thì tôi nghĩ là chắc phải hơn 200 ha. Đó. Rồi camera nữa. Bây giờ cái gì cũng tăng à. Rồi bây giờ mình thử vô web ha, xem nó truy cập internet như thế nào. Tin tức đi. 24 giờ hè. Mình vô tin tức 24 giờ. Tại vì ở trang tin tức 24 giờ này nó rất là nhiều tin. Đó. Ok. Rồi, click vào cái trang đó đi. Một số lưu ý nữa, khi mà vô internet đó, là có một số người họ hỏi là tại sao mà tôi test đó, vô nhanh còn về nhà các bạn thì nó chậm đó. Đôi khi đó, là do mạng các bạn nó hơi chập chờn. Ok, còn mạng nhà tôi thì hiện tại đã ổn hơn rất là nhiều rồi. Đó, về vào internet thì nó rất là ok. Anh chị em nào mà mua để mà nghiên cứu thị trường hay là làm việc văn phòng bán hàng online á, thì tôi nghĩ là với số tiền là với số tiền là 3 triệu á, để các bạn đã đáp ứng được nhu cầu rồi. Có một số người họ nói rằng tôi dùng điện thoại là được rồi, nhưng các bạn biết rồi đó, có một số cái thì điện thoại nó rất là tiện, nhưng mà có một số cái á, thì các bạn biết rồi đó, nó không giúp được gì cho mình cả. Và bắt buộc mình phải có máy tính. Những ai gặp trường hợp như vậy thì các bạn mới hiểu được. Còn một số người họ chỉ mới sử dụng điện thoại thôi thì họ sẽ nói rằng là tôi cần điện thoại là được rồi. Thì cái bên này tôi không cãi, mỗi người mỗi nhu cầu nó khác nhau, đúng không ạ? Rồi, đó, cả bộ như vậy. Thùng CPU, màn hình 17 inch, rồi bàn phím chuột mới, rồi tai nghe tai phone chuột mới, camera mới luôn. Đó, khi mà các bạn mua về sẽ được tặng những cái như vậy, đó là bàn phím mới. Đó, tai nghe cũng mới, nguyên hộp. Camera cũng mới, rồi cái gì nữa? Nói chung là cái gì cũng mới. Chỉ riêng cái thùng với cái màn hình nó cũ thôi. Đó. Rồi khi mà tôi vào đọc báo này, nó chạy rất là mượt luôn, thấy chưa? Các bạn mua đọc internet thì thôi rồi. Rồi theo tôi sẽ thử camera này nó
được không? Ok, tôi sẽ vào Telegram. Rồi, test camera. Rồi, test camera. Tôi sẽ vào đây nè. Mình khi mà mình thì đặt camera này cho các bạn xem này. Cái này là bạn click vô cho phép nhá. Cho phép thì nó cái này nó đó hình ảnh của mình. Đẹp trai. Ok. Tôi nghĩ là vào đây bạn xem trực tiếp các bạn sẽ thấy nó đẹp hơn nhiều so với cái mình. Tại vì mình do một số là phòng mình nó hơi to rồi nó tác động bên ngoài nên nhiều cái. Đó, ai mà có nhu cầu về mua văn phòng, mua sử dụng văn phòng hoặc là mua cho con học tập này, rồi những ai bán hàng online, rồi bán hàng, rồi quẹt toán, rồi tập, nói chung là đặt một số sinh viên, rồi sinh, rồi đặt có thể là giáo viên, tôi nghĩ là giáo viên nên dùng một số dòng máy như thế này để tiết kiệm được chi phí. Rồi, cảm ơn anh chị em. Nếu ai mà có nhu cầu đặt mua thì gọi cho tôi nhé qua số điện thoại 0397719312. Hiện nay ở trong huyện Krông Nam mà gần gần tôi được tiếp xúc luôn, lắp đặt miễn phí các bạn nhé. Còn các bạn xa cảm thì tôi sẽ dùng dịch vụ ship hoặc là sắp xếp thời gian xuống đây xem máy, rồi các bạn ân cây nào lấy cây đó rồi mang về đặt. Rồi, anh em.